Thế đầu tiên ấy thì ken là cái gì đúng không ạ? Ken là cái gì? Thì ken là một cái chuẩn giao giao tiếp được phát minh bởi bởi Bose đúng không ạ? Thỉnh thoảng các bạn thấy cái công ty này họ tuyển dụng đấy, đúng không? Họ cũng chuyên về về điện tử, về máy móc. Thì cái chuẩn giao tiếp ken này này nó có những cái đặc điểm như sau. Cái điểm mạnh của nó ấy đấy là nó rất là đơn giản. Về mặt đường truyền, nếu như Ethernet ấy, các bạn phải có 4 giây chẳng hạn, 4 5 giây là 6 giây bạn mới truyền được này. Rồi là phải truyền thì phải có router chẳng hạn mới truyền được nhiều thiết bị với nhau vân vân. Thì cái ken này nó không không cần thế, nó chỉ cần 2 giây thôi và nó cũng không cần router luôn. Các thiết bị nói chung là một mạng. Đấy. Thế thì nếu như trong ô tô ấy mà dùng truyền nó kiểu là Ethernet ấy thì sẽ cần rất là nhiều dây. Cần rất là nhiều dây. Từ dây rất là nhiều dây mỗi một thiết bị phải connect đến một cái router rồi mới đi qua đến thiết bị khác đúng không ạ? Nó sẽ thành cái mạng, cả mạng nhện này này. Nhưng mà cái này nó không cần thành cái của mạng nhện đấy mà nó cái dây của nó sẽ là đi thêm một vòng tròn. Chỉ cần một cái dây đi thêm một vòng tròn thôi. Sau mỗi một thiết bị đính kèm vào cái đầu dây đấy là xong, nó rất là gọn nhẹ đơn giản. Thì đấy là cái điểm mạnh nhất của cái chuẩn ken này. Ngoài ra thì ken nó có những nhược điểm như sau là nó tốc độ thấp và nó không truyền được xa. Thường thường lý tưởng nó chỉ truyền khoảng 50 mét thôi, chứ còn truyền độ 100 m hay 200 m thì nó yếu, nó không mà tốc độ nó chậm lắm, nó không được như Ethernet. Thế nhưng mà ấy, bản thân là trong ô tô người ta cũng không cần phải cần phải đường truyền quá là dài đúng không ạ? Và cái cách mà nó truyền ấy thì cái ô tô ấy nó có hàng trăm cái sensor, hàng trăm cái sensor, hàng trăm cái cảm biến trong ô tô nhá, cảm biến các cái dây đai an toàn này, rồi là camera hoặc là vân vân ấy, nó có rất là nhiều. Về cửa kiếc nữa, xăng dầu ấy, rất là nhiều về các cái cảm biến. Và cái khoảng cách ấy, mà từ cái cảm biến đấy mà đến cái bộ xử lý trung tâm của ô tô thì nó ngắn đúng không? Ô tô nó rất là bé mà. Thành ra là cái chuẩn ken này rất là phù hợp cho ô tô. Đấy. Thì đến bây giờ là gần như là 100% các cái cảm biến trong ô tô ấy nó sẽ chuyển về cái bộ xử lý chính thông qua cái ken này. Đúng không ạ? Và bản thân là cái module ken này nó cũng rất là đơn giản. Thì họ thiết kế họ có thể gắn được vào các cái cảm biến được, nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà ken nó có một số các cái nhược điểm của nó, ví dụ như là cái đường truyền của ken ấy thì bất bất cứ một cái bản tin nào gửi trong đường truyền ấy thì sẽ được gửi đến tất cả các cái nốt trong mạng, thì nó không có tính bảo mật. Chuẩn ken truyền là data không bảo mật đâu ạ, data nó là raw data hết, nó không hề bảo mật với nhau. Tức là bạn gửi data vào một cái nốt nào đấy trong đường truyền thì tất cả nó còn lại nó thích được vẫn đọc được, nó không bảo mật được như Ethernet. Đấy. Thế thì cái bài hôm nay chúng ta học về những cái ý như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ học về cái chuẩn ken, đúng không ạ? Chuẩn ken. Cái ý thứ hai thì chúng ta học về cái phần cứng của cái module ken trên một con board rất là phổ biến cho ô tô, đấy là con board S32, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ học về cái chuẩn ken ở tầng user và cuối cùng là chúng ta sẽ học về cái template của cái ken driver. Thì mình cũng muốn nói qua một chút cho các bạn ấy về cái cách tư duy khi mà các bạn viết một cái driver mới nó như thế nào, đúng không ạ? Cái này rất là quan trọng. Cái này rất là quan trọng. Tại vì sao? Mình để ý một điều đấy là có thể nhiều bạn làm một vài năm về về driver ấy, các bạn có thể dev driver. Nhưng mà mình để ý là nếu mình hỏi ấy, thì mình thấy là cái cách bạn ấy tư duy khi mà bạn ấy viết driver ấy, nó không không hợp lý. Nó không hợp lý nó sẽ dẫn đến một số hệ quả là có thể là cái driver này của bạn chạy nhưng mà có một số trường hợp nó sẽ không đáp ứng được. Đấy, có thể nó sẽ sai yêu cầu ở một số trường hợp ít gặp. Tại vì sao? Tại vì bạn tức là tư duy rất đơn giản thôi nhá. Bạn cần viết một cái driver ABC thì bạn tìm một cái mẫu driver của ABC, bạn code theo kiểu của người ta. Đấy. Thế nhưng mà như thế thì mình nghĩ nó không không ổn lắm. Thì có thể driver bạn chỉ chạy được một số các chức năng chính thôi, trường các cái chức năng phụ ấy hoặc ít gặp, hoặc là các cái requirement ít gặp ấy là bạn sẽ không đáp ứng được. Thì theo mình ấy thì là người lập trình ấy nên có một cái tư duy tìm hiểu của nó khoa học. Tư duy khoa học cái về ở cái tư duy tìm hiểu ấy khi mà bạn viết một cái driver mới cho Linux ấy thì bạn phải làm những bước nào đúng không ạ? Thì bước 1 bạn phải làm cái này. Đấy là bạn phải nếu mà bạn phải tìm hiểu về giao thức. Đúng không ạ? À,
mày tìm hiểu cái giao thức. Đúng không ạ, giao thức. Không phải tất cả các loại thiết bị nó đều có giao thức. Ví dụ như quạt dock ấy, nó chẳng có giao thức gì cả. Chỉ các thiết bị kiểu như là giao thức với nhau ấy, như kiểu là SPI này, hay là I2C này, hay là Ethernet, hay là CAN ấy, nó mới có giao thức. Đúng không ạ? Thì khi mà các bạn tìm hiểu về các loại thiết bị mà nó giao thức với nhau thông qua giao thức ấy, thì bạn phải học về giao thức của nó trước đã, để hiểu về cái cách nó hoạt động như nào, cách bản tin nó đi gửi nhận trong mạng như nào, bạn phải học về cái đấy trước. Cái bước thứ hai ấy, bạn phải tìm hiểu về hardware. Vì điều khiển đúng không ạ? Thì có một cái nguyên tắc như này, bất di bất dịch. Đấy là để bạn đép được một cái driver của Linux cho một cái module ABC nào đấy, thì có một điều kiện, đấy là bạn phải code được vi điều khiển cho module đấy. Lúc nào như vậy, không thể khác được, đúng không ạ? Thế thì khi mà bạn viết một cái driver mới cho một cái module nào đấy, đúng không ạ, thì bạn phải đọc tài liệu development manual cho nó, đúng không ạ, để có thể code được cái code vi điều khiển cho module đấy, đúng không ạ? Thế thì khi mà bạn đọc tài liệu phần cứng của một cái module nào đấy, thì bạn sẽ hiểu được, à, như vậy là đối với cả module đấy thì phần cứng nó support được bạn những cái tính năng gì, đúng không ạ? Thế driver của bạn phải viết để cho phục vụ được những tính năng đấy. Đấy là một. Thứ hai là bạn phải ok được cái chuyện là bạn code được cái code vi điều khiển để điều khiển module đấy. Đấy là bước thứ hai, đúng không ạ? Bước thứ ba là bạn tìm hiểu cái interface, cái API mà cái device đấy nó cung cấp cho kernel, cung cấp cho OS. Tức là sao? Chúng ta biết là mỗi một phần cứng ấy, tức là hệ điều hành ấy, thì nó sẽ không tương tác với cả phần cứng một cách trực tiếp, mà sẽ tương tác qua device file, đúng không ạ? Và hệ điều hành nó cũng sẽ quy định một số các cái chức năng mà cái device file nó phải đáp ứng được. Ví dụ như là cái device file của cái watchdog chẳng hạn, nó phải hỗ trợ các cái hàm open start stop, rồi là device file của Ethernet thì nó phải hỗ trợ các cơ chế nó truyền nhận bản tin, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thế bạn phải đọc thì kernel ấy nó sẽ có các cái tài liệu chuẩn để mô tả về cái API của cái device file bạn phải đáp ứng được những cái gì, đúng không ạ? Thế thì ở cái bước này ấy, bạn phải tìm hiểu và bạn mường tượng ra được là cái driver của bạn ấy, sau khi tạo ra cái device file thì cái device file nó phải hỗ trợ được những cái chức năng nào, đúng không ạ? Thì thông thường ấy là các cái tài liệu về device file này, về cái API mà device file phải cung cấp được ấy, nó sẽ nằm trong cái folder là documentation. Khi mà bạn tải code kernel, đúng không ạ, sẽ nằm trong này, bạn tìm bạn đọc, đúng không ạ? Đấy. Và cái bước cuối cùng, bước thứ tư ấy, chưa phải cuối cùng, là bạn phải tạo ra được cái template của driver đó, đúng không ạ? Tức là sao? Bạn đọc một cái driver mẫu, đúng không ạ? Bạn bóc ra được cái template của nó. Ví dụ như là nó có hàm init này, nó có hàm đọc ghi này, nó có hàm set timeout vân vân, hàm ping giống như watchdog, bạn bóc ra được cái template của nó. Nhưng mà ấy, vì bạn đã tìm hiểu được qua ba bước này rồi ấy, thành ra là ở bước 4 này, khi mà bạn đọc một cái driver mẫu ở đấy, đúng không ạ, nếu như nó thiếu một số chức năng nào đấy thì bạn vẫn có thể là tạo ra được, tại vì bạn đã có cái bước này, bạn sẽ mường tượng ra được cái driver chuẩn nó phải có những cái gì rồi, đúng không ạ? Thì bước này bạn sẽ tạo ra được một cái template chuẩn. Và bước cuối cùng là bạn bắt đầu mới là coding, đúng không ạ? Là bước cuối cùng phải trải qua 4 bước đầu tiên. Rồi, thế đấy là 5 bước để bạn thực hiện khi bạn viết một cái driver mới. Rồi. Thì trong slide này mình cũng sẽ trình bày theo cái tư duy của 5 bước đấy, đúng không ạ? Đi từ bước 1. Đầu tiên là về cái protocol của cái thằng Ken này, đúng không ạ? Thì mình nói qua về cái này thôi, còn về chi tiết thì mình có tài liệu đi kèm rồi, đúng không ạ? Mày phải đọc thêm. Thì cái mạng Ken như sau này, mạng Ken nó chỉ cần có 2 giây. Mạng Ken nó chỉ cần 2 giây.
đúng không ạ? Và mỗi một thiết bị trong mạng nó sẽ đính kèm vào thành một cái nốt như này, và tất cả các nốt này đều ngang hàng nhau, nó không hề có nốt smarter hay là slave đâu ạ, tất cả các nốt đều ngang hàng, được chưa ạ? Đấy. Và cái thứ tự mà gửi dữ liệu hay là truyền dữ liệu hay nhận dữ liệu ấy, thì nó không bị chịu, nó không có một cái sự quản lý đâu đấy, không hề có sự quản lý. Tức là cái nốt nào nó thích thì nó cứ truyền thôi, mà nhận thì cứ nhận thôi, chứ không phải xin phép ai cả, đúng không ạ? Chủ yếu là các cái nốt trong này nó sẽ tự thỏa thuận với nhau, đúng không ạ? Nếu mà ông đang truyền rồi thì tôi không truyền, chứ còn không có cái thằng nào nó quản lý hết. Đấy. Và thứ hai là mỗi một cái nốt ở trong mạng này này, nó sẽ có một cái số ID là một số nguyên không âm. Thì tất cả các cái bản tin CAN ấy mà gửi đi trong mạng ấy đều phải đính kèm cái số ID đấy vào. Thì các cái nốt còn lại nó mới biết được là có phải gửi cho nó hay không, đúng không ạ? Đấy, phải có số ID đấy. Thì mỗi một bản tin ấy mà được gửi vào trong đường truyền ấy, thì tất cả các nốt trong đường truyền đều có thể đọc được. Đều đọc được, đúng không ạ? Thế nhưng mà ấy, các cái nốt nó sẽ compare là cái ID đính kèm vào bản tin ấy có trùng với cái ID của nó hay không. Nếu mà trùng ấy nó mới gửi đến tầng trên của nó, nếu không thì thôi. Đấy, thì là cái idea của cái cách mà bản mạng CAN nó hoạt động. Hình như là cả hai dây đều dây dữ liệu đấy. Cả hai dây đều dây dữ liệu. Đấy chưa? Rồi. Ở trong slide này ấy, thì mình sẽ nói qua về cái bản tin của CAN, đúng không ạ? Cái bản tin của CAN. Thì đây là cái hình chụp một cái bản tin của CAN, đúng không ạ? CAN thì đến hiện tại nó có rất là nhiều chuẩn CAN rồi, đúng không ạ? Cái chuẩn mà được dùng nhiều nhất ý, thì là cái chuẩn Classic CAN. Thì cái hình này chính là cái hay là Standard CAN ấy, thấy chưa? Thì đây là một cái Standard CAN. Ngoài ra nó có các cái loại CAN khác, ví dụ như là Extended CAN này, M-CAN, CAN FD và Flex CAN. Thì mình sẽ không đi sâu về các cái thằng này, chiều nói về cái thằng Standard CAN này thôi ạ. Thì cái bản tin Standard CAN ấy thì nó sẽ có cái bit đầu tiên ấy, nó gọi là start a frame. Tức là nó sẽ chỉ định cho các cái nốt biết được là chuẩn bị có một cái bản tin được gửi vào đường truyền. Thì đấy là các cái bit này, được chưa ạ? Thì các cái nốt trong mạng nó sẽ bắt đầu nó đọc. Rồi. 11 bit tiếp theo của nó ấy thì nó gọi là identifier bit. Thì nó sẽ chứa cái số ID của cái bản tin đấy. Số ID của cái nốt nào ấy mà bản tin này nó muốn gửi đến, đấy chưa ạ? Nó sẽ chứa trong cái bit này. Cái RTR thì mình cũng không nhớ là cái gì, không nhớ cái RTR để làm gì. Cái IDE này thì nó sẽ chỉ định là cái loại của cái bản tin này, nó là Extended CAN hay là M-CAN hay là cái gì đó, nó sẽ chứa trong cái bit này, đấy chưa ạ? Rồi là cái trong cái chuẩn Standard CAN ấy thì cái data nó sẽ được lưu tối đa là 8 byte. Mỗi một bản tin được tối đa là 8 byte, được chưa ạ? Tuy nhiên ý, cho dù là bạn chỉ truyền đi 1 byte thì nó vẫn sẽ có 7 byte đi kèm, được chưa ạ? Tức là lúc nào cái chuyển data này nó sẽ có độ dài cố định. Đấy. Thành ra là nó phải có một cái trường nữa là cái trường data length, là cái này, để chỉ định cho thằng đọc biết là cái data ở trong bản tin đấy nó kéo dài bao nhiêu byte, được chưa ạ? Rồi, sau đó đến trường data. Sau đó đến trường data sẽ có 8 byte data tất cả. Rồi đi tiếp là cái trường CRC. Cái trường CRC này nó sẽ là checksum của cái data này, được chưa? Thông thường thì cái thằng mà nhận cái bản tin CAN này nó sẽ tính lại cái CRC thông qua cái data này, và nó compare vào cái CRC đọc được từ bản tin để xem là cái data đọc được ấy nó có đúng hay không, nó có toàn vẹn hay không. Đó. Cuối cùng là một cái trường là cái trường acknowledge. Cái trường acknowledge thì thông thường ấy, cái trường acknowledge thế này này, nó sẽ chứa một cái số nào đấy, gọi là cái số thông báo. Thế thì cái ông nhận được ấy, sau khi mà ông check xong bản tin rồi mà thấy bản tin ok rồi ấy, thì ông sẽ gửi lại một cái bản tin vào đường truyền. Trong bản tin đấy nó sẽ có cái trường acknowledge này bằng đúng cái trường gửi, được chưa? Tức là cái bằng đúng cái giá trị nó đọc được từ cái bản tin nhận được. Thì như vậy thì cái thằng mà gửi đi nó sẽ đọc được bản tin này, và nó biết là bên nhận đã đọc thành công, nó sẽ không gửi đi tiếp, được chưa? Trong cái giao thức CAN này, thì nếu như ý, cái ông nhận bản tin ý, mà không gửi lại bản tin phản hồi acknowledge, thì cái thằng gửi đi nó cứ gửi liên tục, nó sẽ coi là lỗi và nó gửi lại bản tin khác, nó cứ gửi liên tục, được chưa?
Rồi cuối cùng là trường Enerframe. Enerframe được chưa? Đấy. Còn cái bit cuối cùng này thì là cái gọi là cái dạng bit của nó thôi. Cái dạng bit của nó đó. Thì đây là 5 cái loại bản tin cơ bản của chuẩn Ken này đúng không ạ? Cái loại bản tin hay dùng nhất là cái data frame. Đấy. Ngoài ra nó có một loại nữa bản tin, đó là bản tin remote frame. Cái bản tin remote frame này này thì nó sẽ gửi đi để mong muốn là cái thằng nhận được ấy sẽ gửi bản tin đi. Tức là bản tin kiểu như bản tin request ấy. Là ta gửi bản tin đi, ta gửi bản tin này vào đường truyền. Nếu như mày đọc được ấy thì mày sẽ gửi một bản tin data cho tao chẳng hạn. Thì đấy chính là cái bản tin remote frame này. Một bản tin nữa là bản tin overload frame. Thì như này này. Nếu như ấy, khi một nốt nào đấy nó đọc được một cái bản tin ấy mà nó check được là cái bản tin đấy nó bị sai trường CRC. Thấy chưa ạ? Tức là nó tính là bản tin nó bị gửi đi một cách sai lệch ấy, thì nó mặc nhiên nó sẽ cho rằng là đường truyền đấy nó bị quá tải, overload. Thì nó sẽ gửi một cái bản tin overload frame đi vào đường truyền. Thế thông thường ấy, nếu mà cái nốt nào đấy mà nó đang gửi data vào đường truyền ấy mà nó thấy phản hồi lại là overload frame ấy thì thường nó sẽ không gửi nữa, nó sẽ delay lại cái quá trình gửi đấy để cho đường truyền nó không bị overload. Đấy. Còn cái valid frame này thì chính là cái bản tin acknowledge ạ. Được chưa? Đấy, bốn loại bản tin cơ bản. Đây là một cái hình vẽ khác về cái mạng Ken đúng không ạ? Hai dây này là hai dây Ken low và Ken high. Ken low và Ken high đều là data hết nhỉ Việt nhỉ? Đúng không? Này, cái lầu cái hai. Đây là một cái hình chụp về cái module Ken, về phần cứng của nó đấy, ở trong con chip đấy. Hiểu chưa? Thế thì nó sẽ như này. Trong module Ken ấy thì nó sẽ có một cái vùng nhớ. Thường vùng nhớ này nó sẽ là DMA. Và nó hay được gọi là message buffer hay còn gọi là mailbox ấy, nếu đọc vào tài liệu của Ken hay gọi là mailbox. Thì cái vùng này làm gì ấy? Thì vùng này ấy, nó sẽ là cái vùng mà để chứa các cái bản tin Ken chuẩn bị được gửi đi hoặc là vừa được nhận đến, vừa được nhận về thì sẽ chứa trong này, gọi là mailbox, hộp mail ấy, hộp thư, hòm mail đấy, được chưa? Bạn chuẩn bị gửi đi thì bạn cho vào đây, hoặc là vừa mới nhận đến ấy, thì nó cũng cho vào đây, gọi là mailbox. Trong module Ken ấy nó sẽ có các cái bộ thanh ghi để tương tác với cả CPU. Tức là CPU sẽ config các cái thanh ghi vào trong module Ken này đúng không ạ? Thanh ghi truyền, thanh ghi nhận, thanh ghi ngắt các thứ đúng không? Nó giao tiếp với nhau. Ngoài ra nó có hai module là module gửi và module nhận. Đấy. Thì module gửi nó sẽ định kỳ, nếu mà nó thấy là thanh ghi gửi mà được bật lên rồi ấy thì nó hiểu là sẽ có data cần gửi đi. Thì nó sẽ vào trong cái vùng mailbox này. Nó lấy bản tin rồi nó gửi ra ngoài. Được chưa ạ? Đấy. Và module nhận cũng thế, khi có bản tin gửi đến đúng không ạ? Nó sẽ ghi vào cái vùng mailbox này và nó sẽ trigger một cái ngắt ở trong cái vùng này để cho CPU biết là có bản tin đến đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái hình vẽ về phần về cái hardware của module Ken. Được chưa ạ? Thì mình sẽ mô tả kỹ hơn về cái quá trình gửi một bản tin đi đúng không ạ? Quá trình gửi bản tin đi. Thì đây là cái hình chụp một cái mailbox, được chưa ạ? Thông thường thì mailbox nó sẽ có nhiều ô. Ví dụ như là trên con F32 thì nó sẽ có 64 ô. Tức là cái mailbox này nó có thể chứa được tối đa là 64 bản tin. Chứa được tối đa là 64 bản tin, được chưa ạ? Tại vì sao nó phải chứa nhiều thế? Tại vì nhiều khi ở trên gửi xuống quá nhanh ấy, ở trên app ấy yêu cầu gửi quá nhiều bản tin thì phần cứng nó không gửi kịp, thì nó những bản tin nó không được gửi, chưa được gửi nó sẽ chứa trong mailbox. Và phần cứng nó cứ gửi lần lượt thôi. Thì đây là hình chụp một cái ô của mailbox, là một cái nơi một chứa vừa đủ một bản tin. Đấy chị ạ. Thì mỗi một cái ô trong mailbox ấy mà để chứa một bản tin ấy nó sẽ có những cái trường như sau. Đấy. Mỗi một ô này nó sẽ có kích thước là 32 bit. Nó sẽ có kích thước là đâu? Nó có kích thước là 8 byte. Kích thước là 8 byte, 64 bit đúng không ạ? Đấy, và nó sẽ chứa những cái trường như sau này, chẳng hạn như là nó sẽ chứa trường data length này, nó chứa trường data này, đấy, data đây đúng không ạ? Rồi timestamp, bản tin được ghi vào lúc nào? ID đúng không ạ? ID của thằng nhận được là cái gì? Vân vân.
Tóm lại là các cái trường này nó giống như kiểu một cái trường của bản tin Ken thôi, nhưng mà nó vào đây. Thì đấy chính là một cái trường của Mailbox. Thế thì cái quá trình mà để gửi đi ý, thì đầu tiên ý, là cái ông application ý, ông phải ghi được cái data vào cái Mailbox này. Đấy chứ ạ. Ông phải ghi được cái bản tin cần gửi vào Mailbox này. Sau đó ông sẽ setting các cái thanh ghi, setting các thanh ghi của module Ken để trigger cái việc gửi đi. Đấy chứ ạ. Thì sau khi mà cái module Ken đấy nó thực hiện việc gửi thành công ấy, thì thông thường nó sẽ gây ra một cái ngắt. Nó gây ra một cái ngắt để nó thông báo cho hệ thống biết được là nó gửi đã thành công. Đấy chứ ạ. Thế nên là quá trình gửi đấy. Quá trình nhận thì cũng tương tự, đúng không ạ? Quá trình nhận là như này này. Đầu tiên ý là các bạn phải config cái module, một cái thanh ghi ID của module Ken. Đấy chứ ạ. Một thanh ghi ID bạn sẽ đi cho nó, đấy chứ ạ. Thì mỗi khi trong đường truyền ấy mà có một cái bản tin gửi đi ý, thì mặc định cái module Ken này nó tự nó cứ đọc đã, nó cứ đọc. Sau đó phần cứng nó sẽ tự compare cái ID. Nếu như mà cái ID đấy mà trùng với cả cái ID của nó ấy, thì nó hiểu là nó gửi cho nó. Thì nó sẽ ghi data vào trong Mailbox. Nó ghi data vào Mailbox và thông thường nó sẽ ra một cái ngắt để cho hệ thống biết là có một bản tin gửi đến. Đấy chưa ạ? Sau đó này, trong cái hàm xử lý ngắt ấy, thì thông thường hệ thống nó sẽ copy cái data từ Mailbox vào trong RAM. Sau đó nó clear cái Mailbox đi. Đấy. Và nó sẽ xem một cái bản tin acknowledge lại cho cái ông gửi. Đấy là quá trình nhận. Thì quá trình gửi nhận này các bạn có hiểu không ạ? Hay mình phải nói lại ở đoạn nào? Khi mà cái mailbox ấy, nó bị tràn ấy, thì bọn gửi với bọn nhận thì cái bản tin này nó sẽ đi đâu? Ở này Việt ơi, cái lúc mà mailbox tràn ấy, phần cứng nó gửi cái bản tin overload vào trong đường truyền không nhỉ? Đấy, chung là mình cũng không rõ, nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà mình nhớ không nhầm ấy thì là nếu mà Mailbox bị tràn ấy thì là cái phần cứng đấy tự nó sẽ gửi một cái bản tin overload vào trong đường truyền. Tự nó sẽ gửi luôn để thông báo cho đường truyền trong người gửi biết là mày gửi quá nhanh, tao không xử lý kịp. Đấy. Hoặc là trường hợp thứ hai là đơn giản là nó sẽ không có, nó sẽ mất bản tin đấy thôi. Tên overload rồi nó cứ mất bản tin này đi, nó không ghi vào đâu cả. Cái Mailbox đấy là hữu hạn nhá, nó chỉ có 64 phần tử hoặc bao nhiêu đấy thôi, nó không có nhiều đâu. Nó không tự mở rộng ra được. Mailbox này. Một cái ID thì có một cái Mailbox riêng. Cái thằng gửi tức là chạy một module Ken nhá, thì nó sẽ có hai Mailbox. Một Mailbox là chuyên chứa cái phần nhận và một Mailbox là sẽ chuyên chứa phần gửi, được chưa ạ? Nhưng mà mỗi một module Ken ấy nó chỉ có một ID thôi, kiểu như một cái định danh cho chính nó thôi, được chưa ạ? Được chưa? Thế nên là quá trình gửi nhận. Được rồi. Thì đấy là mọi người đã clear được cái cách mà phần cứng của Ken hoạt động chưa ạ? Đúng ạ, mọi người thấy nó cũng khá đơn giản về mặt tư tưởng đúng không ạ? Tuy nhiên là để chi tiết hơn ấy thì các bạn phải đọc tại lại phần cứng đúng không ạ? Xem là module Ken của con chip đấy hoạt động như nào đúng không ạ? Config như nào thì các bạn phải đọc. Rồi. Bây giờ sẽ đến cái phần là interface. Cái phần interface mà cái thằng Ken device ấy nó phải đáp ứng cho hệ điều hành. Là phần này đúng không ạ? Thôi đây mình vẽ cái hình nhỉ, vẽ hình lên bảng này cho mọi người đỡ buồn ngủ. À hôm nay em quên là mình không mang cái bot BeagleBone đi rồi. Thế thôi, mình nói luôn đây cũng được. Thì như này này. Các cái module như kiểu là Ken này, hay là Ethernet này, hay là Wi-Fi ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái để mà giao tiếp với hệ điều hành, nó gọi là interface. Chứ không phải là Wi-Fi nhé. Các cái thằng như kiểu là GPIO này, hay là chuột hay bàn phím ấy, thì nó sẽ hay tạo ra một cái gọi là Wi-Fi đúng không ạ? Nằm trong cái mục dev, là một cái file để mà giao tiếp với hệ điều hành. Thế nhưng mà những cái thằng kiểu là Ken này, hay là Ethernet này, hay là Wi-Fi hay vân vân ấy, các cái loại mà dùng đến Internet ấy, thì nó cũng tạo ra một cái device file. Nhưng mà đấy không phải là cái chỗ mà để nó giao tiếp với hệ điều hành, mà nó giao tiếp ở một chỗ khác. Đấy, mà là một cái file đặc biệt khác nữa, gọi là interface. Thì các cái interface ấy, các bạn có thể tìm trong cái câu lệnh này, ifconfig đúng không ạ? Đây là các interface của nó đây đúng không ạ? Các interface này. Đây các interface đây đúng không ạ? Đấy. Nó giống kiểu trên Windows ấy, trên Windows nó có cái này này. À em phải trừ A nữa. Thì anh sẽ dạy chỉ cho em có Mac Root đây không? Thì anh sẽ demo cho các bạn xem bật lên như nào. Sorry mẹ, em cũng không mang bot đi.
Được chưa? Thì cái interface giống như kiểu trong Windows này này, nó chính là các cái thằng này này. Được chưa? Đấy, nó có thằng đặc biệt như thế. Thì các cái interface này nó sẽ có hai trạng thái, một là disable, hai là enable. Thì cái có lệnh là ifconfig ấy thì nó chỉ hiển thị các interface này enable thôi. Thế còn bạn muốn list hết tất cả các loại ấy, bạn phải thêm option là trừ -a nữa. Trừ -a nó sẽ hiển thị cả thằng đang enable và cả thằng disable. Đấy. Thì các cái box của các bạn ấy mặc định nhá, mặc định khi út lên ấy thì cái module care nó sẽ ở trạng thái là disable. Thành ra là bạn dùng có lệnh là ifconfig để bạn ifconfig ấy để bạn list ra ấy, nó sẽ không hiển thị đâu. Nhưng mà nếu bạn dùng cái trừ -a ấy, thì nó sẽ hiển thị lên, được chưa? Này. Thì cái bình thường nhá, nếu mà divide file ấy thì bạn đọc cái data bằng cách là bạn open cái file ấy lên. Còn interface này ấy, thì bạn phải đọc ghi file thông qua socket. Tức là bạn phải mở socket này, rồi bạn binding socket vào cái interface. Đúng không ạ? Ở bài socket mình có nói đúng không ạ? Đấy. Thì sau đó bạn ghi data vào bằng cách bạn chuyển data đi bằng cách bạn đọc khoản lấy data vào trong socket. Thì mọi người sẽ thấy được sự khác nhau giữa việc là đọc ghi data vào socket này và divide file ở chỗ đấy đúng không ạ? Là divide file thì chỉ cần open divide file lên mà đọc ghi trực tiếp. Còn interface thì bạn phải dùng qua một bước là dùng socket. Đấy. Thì cái ken này nó như vậy đúng không ạ? Để đọc ghi data vào ken là phải mở socket lên và binding socket đấy vào cho ken interface. Đấy. Thì nó có một cái tài liệu ở đây rất là chi tiết về cái quá trình là bạn dùng socket như nào cho cái module ken này. Nó trong model là V này, documentation này, ken này, net à, networking này, ken đấy. Đây, đúng không ạ, là cái file này. Documentation này, networking và ken, nó sẽ mô tả bạn viết một cái file C ở trên đường app như nào để mà gửi nhận data qua ken đúng không ạ? Thì để đạt được cái đấy nhá, đầu tiên bạn phải như này. Bạn phải tạo ra một cái socket. Đây đúng không ạ? Bạn tạo ra một cái socket bằng cách bạn gọi hàm socket. Bạn truyền vào cho nó là pfken và socraw, kenraw đúng không ạ? Tức là bạn mở ra một cái socket theo chuẩn ken bằng cái hàm này. Đó. Sau đó là bạn phải binding đúng không ạ? Đấy. Cái data mà bạn đọc được từ socket ý, hoặc là ghi vào socket của cái chuẩn ken này, nó phải theo cái chuẩn, nó phải theo cái struct là ken frame này. Được chưa? Theo kiểu struct là ken frame này đúng không ạ? Thì bạn thấy nó sẽ có các cái trường là trường ID này, data length này, rồi là data. Được chưa? Sau đó thì bạn phải sau đó thì bạn cần gửi đi thì bạn cứ ấy thôi, bạn cứ thế bạn bạn phải binding nữa đúng không ạ? Binding là cái socket đấy sẽ bind vào cái ken interface nào đúng không ạ? Đó. Binding xong rồi bạn có thể đọc cái data vào bình thường đấy. Thì cái file C này mọi người phải đọc thêm nhá. Nó sẽ mô tả cách các bạn lập trình để bạn test cái module care như nào đúng không ạ? Đấy. Và mình sẽ nói lớp một cái phần cuối này, đấy là cái cách bạn enable cái module care lên đúng không ạ? Các bạn enable module care lên. Thì để mà enable module care lên ấy thì bạn phải gọi cái thằng này. Cái gì nhá? Can interface. Đây đúng không ạ, nó sẽ có cái đây, nó hướng dẫn đây được chưa? Bring up can interface up. Thì để mà bạn enable cái can interface lên thì bạn phải làm như sau này. Bạn gọi câu lệnh này, sudo này ip link set ken không là cái tên của cái interface đấy. Thì bạn muốn lấy cái tên này bạn cứ ifconfig chữ a sẽ có cái tên của cái module ken đấy, được chưa? Đấy. Sudo ip link set ken không type ken bitrate là cái này. Được chưa? Là bước setup. Rồi bạn up nó lên, tức là bạn enable nó lên ấy bằng câu lệnh là sudo ip link set up ken không. Nó sẽ enable lên. Thì sau khi mà chạy lệnh này xong rồi thì bạn nếu mà chạy chuẩn rồi ấy thì bạn gõ là ifconfig thì nó sẽ có cái module ken này hiển thị, nó sẽ có cái interface này hiển thị lên, được chưa? Thì bước đấy bạn đã enable lên được rồi, được chưa? Ok chưa? Rồi nhá. Nè. Nếu mình muốn enable sẵn lúc mình boot lên thì mình cho cái trường mình
Không, em enable sẵn thì em phải đơn giản nhất ý, thì em set một cái script, cái chạy lên thì nó up lên thôi, được chưa? Đấy. Thế thì bản thân nhé, bản thân cái ông Ken driver ấy cũng phải hỗ trợ các cái hàm này đúng không ạ? Phải hỗ trợ các cái hàm, chẳng hạn là khi tầng user ấy nó gọi câu lệnh là set Ken bitrate đúng không ạ? Thì bạn phải xử lý như nào? Hoặc khi nó gọi câu lệnh là IP link set Ken set up Ken không chẳng hạn thì bạn phải gọi như nào đúng không ạ? Bạn xử lý như nào? Thì bản chất thì tất cả các câu lệnh này nó sẽ truyền xuống driver hết. Bạn phải xử lý đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ đến cái phần là cái template của cái driver đúng không ạ? Nó phải có những cái gì để nó phục vụ được các cái chức năng đấy tầng user đúng không ạ? Đấy. Thế nó như này. Anh ấy, cái document mention ấy. Cái mà nhà sản xuất nó viết ra ấy, để cho ví dụ như mình sẽ lập trình driver theo cái chuẩn đấy đúng không? Thì nó sẽ viết ra trước và mình sẽ lập trình theo cái tài liệu trong các documentation. Cái đấy không phải nhà sản xuất nhá. Cái nhà sản xuất ấy là viết ra tài liệu là reference manual. Thì sẽ mô tả là em lập trình về mặt hangi cho môn đấy như nào để nó chạy được. Đấy là phần cứng nhá. Còn cái documentation ở đây mà các bạn xem ấy, đây này, nó là của ông Linus. Ông viết ra, ông quy định là tôi không biết là phần cứng của module Ken của ông ấy ông làm như nào, được chưa? Nhưng mà tôi quy định là cái module Ken này này, khi mà chạy trong hệ điều hành của tôi thì phải phục vụ những tính năng nào, là tôi quy định như thế luôn, được chưa? Là ông phải hỗ trợ tính năng là up down interface này, ông phải hỗ trợ là socket này vân vân, ông phải làm, được chưa? Thì những cái đấy nó chỉ là về mặt software thôi. Nhưng mà đấy, thế thì cái file này ở trong trên nuôi ở khác nó cũng như vậy không? Cái này là cái file documentation này nó thuộc về code của kernel rồi. Thế mà nó như nhau hết. Tất cả các phần cứng đều như nhau. Không phải phần cứng như nhau, tức là cái ông kernel ấy, ông có cứng đều có cái documentation như nhau. Ừ đúng rồi. Như này này, bây giờ như này nhá. Để mình hình cho mọi người các bạn xem đây, như này. Đây nhá, về mặt mô hình driver nhá. Thì ở trên này này, đúng không ạ? Ở trên này là cái device file của các bạn, đúng không ạ? Ở dưới này là phần cứng của các bạn. Đây là hardware thật. Được chưa? Thế nhưng mà ông kernel ông không biết hardware bạn làm như thế nào. Ông không biết luôn. Không quan tâm. Nhưng ông quy định ý, là khi bạn viết ra cái driver ấy thì bạn phải biết làm sao ấy để cho cái thằng cái file này nó hoạt động theo cách mà kernel mong muốn. Được chưa? Bạn viết ra driver này, bạn tương tác phần cứng, thì cái phần tương tác này bạn thì kernel nó không biết, nó không quan tâm. Bạn muốn làm như nào thì làm, nó không quy định gì ở đây cả. Nhưng mà cái bước ở đây này, tức là cái driver này ấy, bạn phải viết ra này này để tạo ra được một cái device file thỏa mãn những chức năng nào đấy thì kernel nó quy định. Thì cái phần này nó sẽ là chung cho tất cả các loại thiết bị luôn. Chẳng hạn như là boss của NXP này, hay là boss của Renesas này, hay là của hãng gì đấy, nó không quan tâm. Nhưng mà cái driver ấy tạo ra device file này thì phải hoạt động đúng theo cái documentation mà kernel quy định. Được chưa? Đấy, hoạt động như này. Thì cái phần này nó chỉ thuần túy và software thôi, bạn code thì nó sẽ làm được. Đấy. Và sau khi bạn nhận request được vào device file này này, bạn gửi hay bạn nhận hay bạn như nào đấy, bạn tương tác cả phần cứng ấy thì đấy là việc của bạn. Thì cái này nó sẽ khác nhau giữa từng mod một. Được chưa? Các bạn hỏi gì ở bước này nữa không? Hay là thấy vẫn mông lung quá? Có mông lung không? Được chưa? Đấy, thế cái doc này này nó sẽ là mô tả cái cách mà cái device file nó tương tác. Chứ nó không mô tả cái phần cứng đâu ạ. Nó không mô tả cái phần cứng đâu. Phần cứng nó cũng thuộc vào từng mod một. Thì chúng ta sẽ đến phần cuối cùng nhé, là tìm hiểu một cái template của Ken driver, được chưa ạ? Thế thì NXP họ có tạo ra được một cái Ken driver ở trên cho Linux luôn, là cái file là flex. Cái file này ạ, flexken.c. Được chưa? Đây là một cái driver của cái module Ken. Đó. Thì nó sẽ có những cái thành phần cơ bản như sau.
Như đây của mình cũng có rồi thì phải. Đây ạ. Đây là file code của nó đây. Thì ở cái phần dưới driver của nó ấy, nó có các thông tin chung như mọi driver khác đúng không ạ? Đăng ký hàm probe này. Rồi nó tương tác cả device file đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm probe của nó. Trong hàm probe này ấy, thì về mặt template ấy, thì nó sẽ làm như sau này. Đầu tiên nó sẽ get ra cái clock của Brunken đấy đúng không ạ? Xem là cái, để nó get ra được là cái rate của cái clock của Brunken là bao nhiêu. Sau đó nó sẽ có một cái bước là nó sẽ tạo ra cái device file của Ken hay hoặc là tạo ra cái Ken interface ấy, bằng cách là nó sẽ gọi ra cái hàm, nó sẽ khởi tạo đúng không ạ, bằng cái hàm là set network device này, nó sẽ tạo ra cái đấy và nó sẽ đăng ký các cái file operation cho cái interface đấy. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi từng cái operation một. Ở đây chúng ta chỉ biết là nó đăng ký đúng không ạ, rồi nó đăng ký cả IRQ đúng không ạ, xét cả IRQ. Đấy. Sau đó nó sẽ có một cái bước là nó sẽ phải xét các cái trường thông tin khác nữa, ví dụ như là clock rate của Moonken này, rồi là set mode này, rồi là các cái chức năng mà nó support được chưa ạ? Vân vân. Sau khi xét xong các chức năng này rồi ấy, nó sẽ gọi ra cái hàm là register flicken device. Thì cái hàm này nó sẽ tạo ra cái interface Ken 0, Ken 1 thì đấy, nó tạo ra ở cái hàm này. Đấy. Xong là xong rồi chưa ạ? Rồi. Thì chúng ta sẽ đến các cái file operation của nó đúng không ạ? Các cái file operation xem nó có những cái gì. Thì đây là các cái file operation. Thì các cái file operation này sẽ được gọi ra khi mà user họ tương tác với cả cái thằng Ken interface. Họ read write data này hay là họ up down interface này, nó sẽ gọi ra cái thằng này. Đấy. Thì thằng này nó cần 4 hàm cơ bản thôi ạ. Cái hàm open này này sẽ được gọi ra khi user họ up interface lên. Hàm close sẽ được gọi ra khi user họ down interface xuống. Và cái hàm static mid này sẽ được gọi ra khi user họ gửi data vào interface. Được chưa ạ? Thế các cái hàm open này nó sẽ làm cái gì đúng không ạ? Trong cái thằng flicken open này thông thường nó sẽ config module ken đấy đúng không ạ? Config về mailbox rồi là config thanh ghi vân vân. Để cho Moonken này nó sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng gửi hoặc sẵn sàng nhận. Đấy là trong cái hàm flicken open. Hàm close thì nó lại ngược lại đúng không ạ? Nó free data hoặc là gì gì đấy trong hàm close. Ngoài ra lại cái hàm nữa là cái hàm static mid đúng không ạ? Cái hàm static mid này nó gọi ra khi user họ gửi data vào cho cái interface thì sẽ gọi ra hàm này đúng không ạ? Trong này nó làm những việc gì đúng không ạ? Nó sẽ gửi data, nó sẽ ghi data nhận được từ user vào trong mailbox và nó trigger một số thanh ghi để cho cái Ken nó bắt đầu quá trình gửi. Đấy là cái hàm static mid nó làm. Và các bạn lưu ý là cái hàm này nó chỉ làm nhiệm vụ là nó ghi data vào mailbox này, nó trigger thanh ghi để cho Ken nó gửi đi và nó sẽ không đợi đến khi mà gửi xong đâu ạ. Nó trigger xong nó return success luôn, không đợi đâu. Khi mà module Ken gửi xong rồi thì nó sẽ có một cái ngắt nó báo lên đấy cho app biết là gửi thành công. Thì là trong hàm xử lý ngắt cơ. Thì chúng ta sẽ đến cái hàm là hàm xử lý ngắt của nó đúng không ạ? IRQ. Đây ạ, cái hàm này. Thì có một cái hàm xử lý ngắt. Các bạn lưu ý là Ken nó có rất nhiều ngắt. Ngắt được gây ra khi mà gửi thành công này, hay là ngắt một bản tin nhận thành công này, hay là ngắt do gửi lỗi này, hay là truyền quá tải vân vân, nó có rất nhiều ngắt. Đấy. Thì tất cả các cái ngắt đấy nó đều gọi ra cái hàm là flicken IRQ này. Thì cái hàm này nó sẽ được đăng ký ở cái hàm probe đúng không ạ? Khi mà probe nó sẽ đăng ký luôn cái hàm IRQ này. Đấy. Sau này cứ mỗi khi có một vấn đề gì đấy nó sẽ gọi ra cái hàm IRQ đấy luôn. Đúng không ạ? Thế trong cái hàm xử lý ngắt của Moonken này nó sẽ check cái cờ ngắt để xem là ngắt được gây ra vì nguyên nhân gì đúng không ạ? Vì là có bản tin đến này, hay là vì gửi thành công này, hay là gì gì đấy, nó check trong cái ngắt này. Đấy, nó check trong này hết, được chưa ạ? Thì khi mà có bản tin đến thì nó sẽ gọi ra một cái ngắt, nó sẽ cờ ngắt nó sẽ có cái bit là FIFO unavailable, được chưa ạ? Tức là có một bản tin đến thì nó sẽ có cái cờ này bật lên. Thế trong này họ sẽ đọc bản tin đúng không ạ? Họ sẽ đọc bản tin trong này. Rồi chẳng hạn là
chẳng hạn khi mà overflow này là chỗ bạn gì bạn vừa hỏi xong đúng không ạ, khi mà bị tràn cái mailbox thì nó cũng có ngắt xảy ra đúng không ạ, có ngắt xảy ra. Rồi là khi thành công đúng không ạ, transmission complete đúng không ạ, nó có ngắt gây ra trong này hết, được chưa ạ? Thì đấy là cái template của thằng Ken River đúng không ạ. Ngoài ra về mặt tem hơn mình nghĩ thế đủ rồi đấy, mình nghĩ thế là đủ, được chưa ạ? Còn một cái operation MTU không, operation chính là đủ hết rồi mà nhỉ, 4 cái, có 4 cái à, ừ đúng không ạ, đợi anh chút nhá. Cái MTU này là khi user họ chan cái họ thay đổi cái kích thước của cái bản tin đi ấy, thì họ ra hàm này. Tức là cái thằng flag ken là một loại ken đặc biệt, nó cho phép là user họ thay đổi cái bản tin. Thay đổi từ kiểu classic ken với cái trường data là 83 sang kiểu là extended ken với trường data là 643 đều được. Nhưng mà trước khi ông dùng cái đấy ông phải thay đổi. Ông phải gọi ra cái hàm là chance MTU này, ông chan sang, ông chain sang là kiểu 643 hay là kiểu 83 thì gọi ra hàm này. Thì bản chất là trong hàm này ấy, nó sẽ thay đổi thanh ghi, thay đổi mailbox để nó chứa được bản tin 643 thôi, là cái hàm này, được chưa ạ? Thì đấy là các cái hàm cơ bản. Thực ra là cái thằng flaken operation này nó có nhiều hàm lắm, nhưng mà đây chỉ là các cái hàm cơ bản nó thôi, hiểu không ạ? Ngoài ra nó vẫn có những hàm khác nữa. Nhưng họ không implement, nó không support. Thì đấy là cái template cơ bản của cái thằng Ken River. Mình nghĩ thì nói thì có vẻ đơn giản thôi, chứ mọi người mà về mọi người làm thật ấy thì nó khá phức tạp đấy, nó khá là phức tạp. Ví dụ như đây là cái thằng Ken River của cái thằng BigQuery Black nhá. V này drive LS driver NES Ken. Ui, xin lỗi, qua RK luôn cơ. VX boot DTS AM 33XX.DTSA CAN. Đây chính là cái file driver của cái module ken trong con bot BigQuery Black. Là thằng này ạ. Đây thằng này đây. Cũng khá ngắn thôi, tầm 500 dòng. 500 dòng cũng khá ngắn, không dài lắm đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn về các bạn có thể đọc qua thằng này để các bạn thử code thử một cái module ken đơn giản cho con bot đúng không ạ? Đấy thì thằng này thực ra nó cũng có cái template, nó giống như thằng kia mình vừa nói đúng không ạ? Nó có cái hàm cơ bản như thế, bạn biết như thế là được. Nó sẽ chạy được đấy. Thì các bạn về các bạn thử nhé. Rồi, bà mới ra đến hết. Mọi người hỏi thêm gì nữa không ạ? Nói chung là nghe thì dễ nhưng mà làm khó phết đấy. Làm chắc phải mất 1 tháng đấy để biết được cái thằng này. Module ken mất khoảng 1 tháng. Ngày xưa mình biết mình mất 2 tháng. Ngày xưa mình biết mình mất 2 tháng cơ. Còn 6 buổi nữa. 6 buổi nữa. Đây biết được cái này, nó coi như xong phần cuối khóa. Thấy chưa? Là bài cuối khóa. Em vẫn đang nhìn lên cái character device với cả cái device file. Hai cái đấy nó là một à? Không, là khác nhau. Device file nó là cái này. Device file là tất cả các cái file trong thư mục dev. Thì nó gọi là device file. Đây là các device file. Trong thư mục dev ấy nó có hàng trăm device file khác nhau. Được chưa ạ? Và character device ấy là chỉ một cái loại device file nào đấy. Tức là device file nó có nhiều loại, chẳng hạn như nó sẽ có là loại block device này. Nó có loại network device này. Watchdog này. Vân vân. Đấy.
Và character divide là một cái loại trong số đấy. Là một loại đấy chưa bạn? Tức là ý là trong số các cái file vàng vàng này sẽ có một số file là kiểu character. Nhưng mà những cái file còn lại thì không phải kiểu character. Được chưa? Tức như là divide file có thể là character divide đúng không? Ừ, có thể là hoặc có thể không phải là cái đấy. Bởi vì ở thế cái hàm mà có một cái hàm mà ngày xưa anh nói là character divide đấy là hàm IOCTL ấy. Ừ. Nó giao tiếp với cái divide file. Divide file ở bên dưới thông qua cái character divide đấy đúng không? Ừ. Ủa thế thì hai cái hàm đấy nó vẫn là hai thằng khác nhau mà. Cái IOCTL thì chỉ có cái kiểu character là mới hỗ trợ thôi. Tức là có kiểu character và một số kiểu khác hỗ trợ. Em tưởng tượng cái IOCTL nó một cái operation. Được chưa? Là một operation mà divide file nó support. Tức là cái kiểu character nó support cái đấy hoặc là kiểu khác nó cũng support cái đấy. Là một cái operation thôi. Ủa, nếu thế thì mình sẽ echo cái hàm IOCTL đấy ở bên trên chỗ app. App. App nó gọi ra, nó sẽ gọi ra. Ở trên app nhé, mở file ra. Tầng app và tầng driver nó sẽ có nguyên mẫu hàm khác nhau cho mình sử dụng đúng không? Đúng rồi. Ok chưa? Anh Phú hỏi đi. Khi em viết divide driver ấy, em muốn viết riêng một thư viện, tụi trong thư viện đấy là chứa phần cứng này. Chứa một số cái hàm, ví dụ như em viết cho GPIO chẳng hạn, chứa cái hàm ví dụ remap chẳng hạn. Là set là cái chân này là input hoặc là set là điện áp là 2 chẳng hạn. Hai hello chẳng hạn. Thì em muốn viết tất cả cái đấy trong một cái file thư viện thôi. Còn có một file code ấy, code C thì để gọi những cái hàm ra. Thì em phải viết make file. Viết make file kiểu gì á? À, ok. Nếu mà em nhưng vấn đề ấy, cái em viết ra chạy dưới kernel đúng không? Chạy dưới kernel không cần make file. Ở dưới kernel em cần boot hai file cùng một chỗ. Được chưa? Boot hai file cùng một chỗ. Đấy. Thì khi mà build nó sẽ tự hiểu. Tức là em phải build thành hai file KO. Tức là ý em muốn là một cái make file cả hai thằng này luôn gì? Thực ra là em muốn là làm sao mà có thể là cái thằng viết cái thằng file.c cái thằng viết kiểu là ứng dụng ấy. Cho chấp .net chẳng hạn thì nó gọi đến cái thư viện kia là có thể hoạt động được thôi. Không vấn đề nhá. Mình phải clear đã. Nếu em muốn viết ra cái file.c đấy đúng không? Build thành thư viện và cho app dùng. Được chưa? Thì make file nó sẽ kiểu khác. Make file kiểu khác. Còn em muốn build thành file KO thì make file kiểu khác. Thì em đang hiểu là cái em muốn hỏi đấy là cái make file để build cho app. Đúng không? Tức là cả hai. Cả hai à? Cả hai thì cũng không người ta không bao giờ viết một cái make file build cho cả app cả KO đâu. Không ai làm thế. Chỉ có thường họ sẽ làm thế và họ sẽ viết ra hai make file. Một make file là build ra KO, một make file build cho á. Vấn đề này nhỉ, vấn đề như này nhá. Sẽ không thể có một cái file .c nào mà vừa build được ra thành đuôi KO mà lại vừa build ra được một cái clip cho app dùng được, không thể viết được cái đấy. Em tưởng tượng là cái file .c và bây giờ file KO nó sẽ chứa các cái hàm edit vân vân ấy. Thì các cái hàm đấy sẽ không bao giờ build trên tầng user được. Không bao giờ build được. Build kiểu gì cũng lỗi. Em hiểu không? Đây này, đây nhá. Đang nói nhá. Chẳng hạn như một cái clip, một cái file .c ấy, mà em build ra được cái file .ko ấy thì em phải include cái này. Em phải include cái thằng Ninus chẳng hạn. Kernel.ham giống như kiểu tầng user ấy, em include cái thằng stdio ấy, thằng này nó sẽ tương đương cả thằng stdio ở trên tầng user, được chưa? Đấy. Nhưng vấn đề ấy, cái thư viện này nó không hề có ở tầng user. Thế là cái file .c này ấy, mà em đã biết để build ra KO rồi, không thể build được thằng list ở trên tầng user được, không thể, được chưa?
Thành ra một cái lip ấy em phải được chọn vào trong hai. Nếu lúc đấy em build thành file KO để dùng kernel ấy thì sẽ viết cái kiểu đấy, thì chỉ build được dưới kernel thôi. Còn nếu build trên user ấy, phải viết kiểu khác. Ok chưa? Cũng không được. Cũng không được. Vấn đề là ở tầng user ấy, nó tương tác kiểu khác. Bây giờ như này nhá. Không, bây giờ như này, với vấn đề nguyên tắc ấy là ở tầng user đúng không? Là em sẽ xây dựng mọi thứ dựa trên nền tảng là S3.io, tức là nền tảng dùng file. Được chưa? Thì em bây giờ em dùng macro gì thì macro vẫn phải gọi ra cái hàm chứ, trừ khi em macro thì em chỉ thao tác cả số thì nó làm gì. Còn mà thao tác cả số thì không phải là cái bạn ấy đang hỏi, bạn ấy muốn là thao tác với cả GPIO cơ. Ừ, không bao giờ được đúng không? Em chỉ một trong hai thôi, một là em viết thành cái loại kernel visa ko, hai là viết ra cái loại visa lib dùng trên user, là hai loại khác nhau. Tóm lại là vẫn phải hai file .c, không thể thành một được. Khi anh define một ví dụ green đúng không, anh sử dụng file, nếu mà ở trên sẽ là nhân nói như em được, nhưng mà nói nghe thì biết thành hai rồi. Ý là trong sử dụng make file make file, tức là nếu build thành kernel đổi hết bọn green kia thành cái kia. Thôi cơ, thôi ai làm thế, làm thế thì hardcore quá. Được chưa? Rồi mà cần thì hỏi thêm nhá, em có trao đổi trên group trên Skype hoặc là trong ở thôi group đấy cho mọi người cùng biết nhá. Ok, các bạn có hỏi gì mình nữa không ạ? Đấy thì cái bot UDU ấy đã có người build được rồi đấy, build được imis rồi, thì các bạn build theo nhá, rồi các bạn làm dần các cái bài về led biết các thứ ấy, led xong rồi làm đến quát đó, xong làm đến bài này là xong, thì là xong cái phần yêu cầu của cái khóa này, mình chỉ cần như thế thôi. Được chưa? Ok. GPIO mà dùng GPIO thì mình có thể viết cái file .c build cùng kernel luôn, hoặc là viết file .c tạo ra file co rồi viết file trên tầng user sau này. Không, bản này là đèn led thôi nhá. Bản này là đèn led, không phải là GPIO. Chỉ là đèn led thôi. Đèn led thì anh nghĩ là em build ra file co cũng được, không cần đâu. Đây nhá, anh ghi luôn các cái bước của bài đấy phải làm như nào, được chưa? Chào các bạn, clear nhá. Ở cái bài đèn led ấy thì các bạn phải làm như sau này. Bước 1 là bạn add một cái node mới. Node này có tên là led luôn, được chưa? Led địa chỉ, được chưa? Đấy, bước 2 là bạn viết một file .c. Để build thành kernel module đúng không ạ? Đấy, bước 2. Đấy. Thì bước 3 là bạn build cái này ra thôi. Bạn code xong đúng không ạ? Bạn build ra này, build ra KO này. Rồi bạn chạy để bạn load lên thôi. Thấy chưa? Đây là 3 bước của nó. Bước 1 kia, ví dụ như sau khi viết xong cái file chi ấy, phải build lại kernel. Ừ. Build lại kernel. Mình dùng luôn cái kiểu trong cơ đồ nó có chia sẵn rồi, mình cũng không cần phải thêm cái nốt led kia, phân được không ạ? Nhưng mà hình trong cơ đồ nó không có nốt đấy đâu. Không có đâu. Nó có nốt led đấy, nhưng mà vấn đề là cái nốt led đấy không phải là cái nốt mà nó mô tả về đèn led của các bạn. Mà có thể nó mô tả một cái đèn led nào đấy, chẳng hạn cái đèn led này. Nó là mô tả cả một cái volume GPIO. Ừ, đấy. Thì khi bạn cắm đèn led riêng của bạn thì bạn tạo một nốt mới luôn. Bạn mô tả mỗi đèn led này thôi. Ừ, không sợ đâu, không sợ đâu. Cái đấy mấy cái làm rồi, không vấn đề gì cả. Được chưa? Thế bạn làm theo 3 bước đấy nhá, để test thử. Ở trong bài chi, cái giỏ em đọc của nó còn nó cũng lại đoạn biến ấy, rồi đi thăng được chưa? Ừ. Thăng nó kiểu tham chiếu à? Anh thử xem nào. Như là tham chiếu đấy.
À. Cái thằng này nó không, cái thằng này nó chỉ là một cái loại cú pháp thôi. Một loại cú pháp được chưa? Ví dụ cái này thì em hiểu đơn giản nhá, em hiểu đơn giản ấy là hai cái này nó giống như nhau. Hiểu giản rồi, họ có thể coi hai này giống như nhau được. Được chưa? Cứ coi như là cái thằng này nó một ký tự thôi. Em coi đơn giản như vậy được chưa? Thì tóm lại đây nó sẽ define là cái address cell này nó có kích thước là bằng 1. Cái size cell này có thể bằng 1. Được chưa? Cái address cell bằng 1 ấy tức là cái chuỗi địa chỉ của nó ấy, mà define trong trường red ấy chỉ gần là một số thôi, không cần phải hai số cộng với nhau. Cái size cell là như thế. Khác cái trường địa chỉ ấy, thì cái cell chỉ cần có hai số. Số start và số end. Đấy là kiểu như vậy, define. Khi anh ký dấu suộc ở đầu file ấy. Đấy, sau include này có cái suộc ấy, thì nó là cái gì đấy? Là nó include các cái file chấm file này vào thôi, nó sẽ có cả. Ở dưới ấy. Đây á. Cái này là nối, nó sẽ nối cả thằng trước. Thằng trước nếu có thì sẽ ghép nối vào nhau. Tức là chẳng hạn nhá, cái device này nó có thể include một cái device khác vào. Em hiểu không? Thì nó sẽ nối với nhau, nó thành một cái dài. Thì kiểu nó như vậy. À thì phải cái sổ này là nút rút đó. Thế là không có thằng nào, nó không kế thừa thằng nào nữa. À, ok, thank you em. Được chưa? Này. Nói chung là về device này, em nói thật đi. Để mà các bạn đủ skill, bạn biết được một device còn trọn vẹn đi thì còn xa lắm, thực sự luôn. Chúng ta chỉ ở level là chúng ta thêm một cái nốt chúng ta cần mà thôi, trên một cái sẵn có nhưng còn vẫn chưa đủ level để viết được một cái đầy đủ đâu. Riêng về device này để học được mà ok anh nghĩ nó phải vài tháng nữa, chỉ học thuần về device thôi phải vài tháng mình biết được hết cách nó mô tả như nào, chứ nó nhiều cái lằng nhằng lắm. Rồi có bạn nào hỏi gì nữa về các bạn thực hành nhá, thử vài blinklet nhá xem như nào.